Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Luxurica. Và hôm nay chuyên mục xe đã qua sử dụng thì chúng ta cùng đến với một chiếc xe Ford Everest, một hãng xe đến từ Mỹ. Đây là chiếc Ford Everest máy dầu một cầu phiên bản Titanium, năm sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, chạy được 47.000 và hiện nay bên Tình đang bán với giá là 970 triệu. Anh em cùng tìm hiểu với Tình chiếc này nhé. Thì Ford nó là cơ bắp mạnh mẽ, gân guốc thì Ford Everest đã có. Ford Everest là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Fortuner anh em nha. Fortuner đây là nguyên chiếc xe đang còn rất là liền lạc anh em, rất là liền lạc, và những khách hàng mà thích mẫu này thì lựa chọn chiếc này thì cũng cực kỳ hợp lý, 970 triệu. Chiếc xe còn rất là liền lạc và đẹp. Thì cảm giác khi mở cửa một chiếc Ford Everest thì nó độ cứng cáp, độ nặng nó có hết trên này ha, rất là vững chãi. Đó là thiết kế của Mỹ. Thì nó nặng, nó chắc chắn thì tất nhiên nó sẽ vận hành nó sẽ đầm hơn ha. Ngay tất cả cách cửa đồ này nọ mở ra, chúng ta mở ra anh em đều thấy. Thì bản thân bên Tình khi mà sử dụng một chiếc xe cũng như là đưa đến khách hàng một chiếc xe thì phải có sự cam kết là những chiếc xe này sẽ không đâm đụng, không ngập nước, bao tết hãng, thì điều đó là chắc chắn bên Tình phải cam kết cho anh em rồi. Thì ở đây chúng ta có camera của hãng nó nằm đây ha. Camera đỡ lên thì ở bản này thì T-cốp đã điều chỉnh bằng điện luôn. Thì độ liên lạc của xe này rất là tuyệt vời nha anh em. Thì ở bản thân bên Tình nếu mà xe không liên lạc thì bên Tình sẽ không mua, không đưa đến khách hàng những chiếc xe tai nạn ngập nước đâu. Phân phối một chiếc nó sẽ rất là mất uy tín ha. Đây, đóng lại thì cốp bằng điện. Đây là một trong những chiếc Ford Everest cũng cực kỳ đẹp. Titanium đó. Thì anh em qua nhìn góc cạnh thì tất nhiên khi chúng ta mua một chiếc xe cũ, xe đã qua sử dụng, thì chúng ta nhìn những chi tiết này, nhìn những chi tiết này thì mình sẽ hiểu được chiếc xe nó có liên lạc hay không. Nếu một chiếc xe đã tháo lắp nhiều lần hoặc là bị va chạm này nọ thì nó sẽ không liên lạc đâu ha. Những cái cánh cửa, những cái sùng cũng vậy ha. Và đặc biệt vào trong thì anh em nhìn cái nội thất của xe Ford Everest chạy 40 mấy ngàn vẫn còn rất là mới, chất ghế nó chưa có nhão anh em nha, chưa nhão còn rất là căng tròn đó. Thì mỗi dòng xe nó có một thiết kế khác nhau, một cái chất khác nhau, độc đáo khác nhau. Ở đây mình soi một xíu phần nội thất của xe Ford Everest thì anh em sẽ nhìn thấy một cái chất ngầu, một cái chất đậm chất của Mỹ. Nó có phong cách rõ ràng. Tay cần số nó cũng to. Công nghệ Ford Everest. Hình như là cái chiếc Ford Everest này là chiếc Ford Everest mà dùng hãng Ford là One Ford, một chiếc thiết kế một model trên toàn thị trường. Này, hộp số tự động 10 cấp anh em nhé. Hộp số tự động 10 cấp. Thì đó là Tình soi cơ bản về chiếc Ford Everest này. Tình cũng nhắc lại thông tin cho anh em là Ford Everest năm sản xuất 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, xe chạy 47.000 cây, phiên bản Titanium, máy dầu, hộp số tự động 10 cấp, cá nhân ủy quyền, và hiện nay xe này bên Tình đang bán 970 triệu và có thương lượng nhẹ. Nên anh em muốn sở hữu dòng xe này hãy liên hệ với Tình qua số điện thoại của Tình là 0962 86 39 39. Tình nhắc lại số điện thoại của Tình sẽ là 0962 86 39 39. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Văn Tình Luxurica bằng nút like, subscribe và rung chuông để ủng hộ cho Tình nha. Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.